Một bữa ăn của dân thì chiếm lan rồi. À, để ấy lên này, rắn hổ mang nướng, rượu táo tàu. Rồi bỏ 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 gỡ rắn là để đây luôn. Út trắng vào chén này đi út, đổ bỏ đi ô. Rượu ở chén này hả? Ừ. Ngon thế nhỉ. Cúng đi. Đây là một chiến sĩ dân săn chuyên nghiệp. Cô mở mở ra nhanh. Cơm rừng nha các bác nhá. Đừng bóp. Ấy ấy lên. Đồ kỳ đi ô kia là vẫn con đấy. Ấy là cúng khăn này. Vâng, khăn này. Thôi con mời thổ địa các ông các bà. Đó, một chén. Thôi, rót vào đây. Anh em mình bắt đầu múc. Xin mời tất cả các bác nhá. Thôi, có lẽ em ăn đã rồi à. Có gì mai về đăng lên kênh rồi các bác theo dõi.